Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 104, ngày 14, Chúa Bên Vực. Dân Số Ký đoạn 14 câu 10 đến câu 12, câu ghi nhớ Dân Số Ký đoạn 14 câu 9, B, D. Bây giờ cả hội chúng nói ném đá hai người này. Nhưng sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra trên hội mạc trước mặt dân Israel. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Dân Số Ký đoạn 14 câu 10 đến câu 12, Kinh Thánh Cựu Ước trang 137. Bây giờ cả hội chúng nói ném đá hai người này, nhưng sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra trên hội mạc trước mặt dân Israel. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: dân này khinh ta và không tin ta cho đến chừng nào, mặc dầu các phép lạ ta làm giữa chúng nó. Ta sẽ giáng cho dân sự này dịch lệ và tiêu diệt phần cơ nghiệp của nó đi, nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn hơn và mạnh hơn nó. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu số 10. Bây giờ cả hội chúng nói ném đá hai người này, nhưng sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra trên hội mạc trước mặt dân Israel. Cả cái câu 10 luôn chúng ta tô màu nhé. Bây giờ cả hội chúng nói ném đá hai người. Nhưng sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra trên hội mạc. Viết này sắp hết mực. Trước mặt dân Israel. Bây giờ cả hội chúng nói ném đá hai người này, nhưng sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra trên hội mạc trước mặt dân Israel. Trong phần tìm hiểu, hai người sắp bị dân Israel ném đá tên là gì các em? Hôm qua chúng ta nói đến hai thám tử mà quyết tâm tin cậy Chúa, nói với dân sự rằng đừng có sợ hãi, đó là Giô-suê và Ca-lép. Giô-suê và Ca-lép. Và khi hai người này nói như vậy thì dân sự định ném đá hai người này. Ném đá là dùng cầm những cái viên đá to chọi vào để cho hai người này chết. Nhưng mà điều gì xảy ra? Nhưng Đức Chúa Trời đã nhưng sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra trên hội mạc. Nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ vinh quang của Chúa trước mặt dân Israel. Để bảo vệ. Vì hai ông đã trung tín làm theo lời Chúa dạy. Và khi sự vinh hiển của Chúa hiện ra như vậy thì dân sự sợ hãi và họ bỏ đá xuống. Họ không có dám ném đá hai ông nữa. Chúa đã bảo vệ hai thám tử này. Chúa bên vực họ. Chúa bên vực bảo vệ người của Ngài, người phục vụ Ngài. Thực hành, Chúa sẽ bên vực khi em làm theo lời Chúa dạy. Em chọn những hình xung quanh và nói với hình ở giữa cho thích hợp. Chúa sẽ bên vực những trường hợp nào? Chúa sẽ bên vực người nào? Người đọc lời Chúa nè, người giúp đỡ, người già nè. Chúa sẽ bên vực người cầu nguyện chung với nhau nè. Người siêng năng học lời Chúa nè. Còn đây là trường hợp trêu ghẹo bạn nè, ăn hiếp bạn nè, đánh bạn nè, không được.
Chúng ta ghi ra lời cầu nguyện: em biết Ngài luôn bên vực em khi em làm theo lời Chúa dạy. Chúa ơi, mình sửa cái chữ con ở đây. Con. Rồi. Xin Chúa giúp con làm theo lời Chúa. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện nha. Chúa ơi, con biết Ngài luôn bên vực con khi con làm theo lời Chúa dạy. Xin Chúa giúp con làm theo lời Chúa. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.